Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi nhà các bạn cách vẽ tranh Galaxy trên ly giấy. Hãy
Hiện tại thì mình đang pha màu ạ. Truy tìm cho bằng được rồi chị. Tôi thấy đây mình sẽ đổi góc ạ. Thank you.
Lấy luôn đó. Bố, cái củ mà. Que củ đó, mà kiểu như bi tó, bi que dài á, mà que tay nhỏ mà. Thank you.
Rồi hẹn đi chơi rồi. Rồi cho tóc một keo. Sao làm rồi làm mọi người. Thì từ đây mình sẽ đưa góc quay và mình bắt đầu trang trí cái phần này. Ui. Đi mày đi. 50 ngàn á.
Tiếp theo đây mình sẽ pha lần thêm màu xanh nhạt lên ạ.
Anh đi đẹp không? Cái tay ngay nữa. Cái tay gì? Mỏ, vừa sớ. Theo đây mình sẽ vẽ thêm phần lá của cái hoa này.
Ừ, kín được. Của tao ngồi kín mất á. Đây không kín được, do cắt bị lỗi á. Morning gọi được được đấy. Morning cũng cái mức cũng giảm lắm. À, được rồi. Mi. Con nhưng mà tao không xài. Bật. Xài nó xài chưa? Phải xài chưa? Không bật. Bây giờ vẽ được cây rồi. Vẽ hoa bên đây xấu, phối màu xấu. Đẹp lắm. Mua con lắm. Đây đủ kiểu nhà. Con là nhà cái tắm. Nhà tao là nhà tranh. Nhà tranh mà lợp ngồi lên tầng á. Mà đặt lên tầng. Con nhìn là nhà xây. Thấy không? Cái gì đi 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 đi. Rồi, rồi không tìm lại ra cái mãi nữa nhé. Ghép đi cho tao nữa. Cái nín này. Cái nín, cái mãi ché. Cái mãi ché hai bên đó, cho tao. Bởi vì tao mới làm một bên rồi. Tao mới làm được một bên rồi. Thank you.
làm hết luôn, làm xung quanh hết luôn. Gọi là món sáng ngon được à? Hết sáng ngon. Mười phút rồi. 5 phút. Đang thêm cái đăng trưởng lên mít. 6. Thử chưa? Đang đăng tài 6. Mua con nào? Đẹp mà, lau cái đăng trưởng về mãi. Cái đăng trưởng lên đi ra nhà đi. Đây là nhà rường, đây là nhà rường lên tầng. Không, làm thêm đi, làm thêm đi mít, làm ở dưới đây. Làm thêm đi, còn lâu, có thể 5 phút là hơi bị lâu đó.
xin kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau.